VHCG, Architecture and Computer Graphic Training. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đinh Tuyền Hoàng, mình đến từ VietCG Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ trở lại với một video hướng dẫn thiết lập ánh sáng khung cảnh ngoại thất sử dụng Vray HRI. Trên màn hình mình đã mở sẵn giao diện 3D Max và khung cảnh ngoại thất mình đã dựng hình và render với Vray. Nguồn sáng chính mình sẽ sử dụng trong bài này là nguồn sáng dựa trên một map HRI. Để sử dụng nó, mình sẽ mở bảng vật liệu lên, lấy ra map Vray HRI. Tiếp theo, việc quan trọng đó là mình sẽ có trong tay vài bộ thư viện HRI chất lượng cao. Thông thường thì mỗi mẫu HRI sẽ đặc tả một khung giờ nào đó trong ngày hoặc là một khung cảnh nào đó. Ví dụ như là mẫu này đặc tả một cái bầu trời trong xanh. Hoặc như mẫu này chúng ta có thể xem trước. Đây là một khung cảnh bầu trời âm u, nhiều mây đen. Hoặc như đây là một mẫu HRI đặc tả buổi sáng sớm. Mình sẽ quay trở lại với giao diện 3D Max. Tiếp theo mình sẽ load map HRI vào đây. Ở đây mình sẽ test thử với ánh sáng buổi sáng sớm. Thường thì để sử dụng Vray HRI mình sẽ sử dụng các đuôi ảnh chất lượng cao như là SR hoặc là HDR. Thường thì mình hay sử dụng nhất là HDR. Phóng to map lên. Tiếp theo mình sẽ chuyển định dạng của HRI về spherical, dạng cầu, để chúng ta quan sát được chính xác cái hiển thị của nó. Tiếp theo tôi sẽ chỉnh độ sáng của HRI về độ sáng mà tôi có thể quan sát trực tiếp được. Để lại từng vết thương ngôn sao thiết tha, từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao nửa thương, đừng sầu nhé em hỡi. Bước tiếp theo tôi sẽ vào phần môi trường mặc định của Vray Max. Buốt đau từng dòng hát xa vắng. Khi này tôi sẽ kéo thả map Vray HRI vào mục Environment Map, chọn Intent. Kế tiếp tôi sẽ hiển thị map HRI trên cái viewport để có thể quan sát trực tiếp nó. Ở mục Background tôi sẽ kiểm vào User Environment Background. Ok. Dù ngày mai có phai màu, về đâu em hỡi khi gối chân. Lúc này map HRI đã hiển thị trực tiếp trên viewport. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi. Xoay hướng của HRI. Đây tôi sẽ để hướng mặt trời ở phía sau ngôi nhà. Bước tiếp theo để ánh sáng HRI chân thực hơn, tôi sẽ lấy ra một đèn V-Line và chọn đâm line. Đâm line ở đây là một dạng đèn môi trường. Tôi thường dùng nó cho ánh sáng
ngoại thất. Tôi vào bảng hiệu chỉnh. Ở đây các bạn chú ý phần texture. Tôi mở bảng vật liệu và kéo thả map VRHDI đã được gắn vào phần environment của Baremark. Tương tự, tôi cũng chọn Intern. Bây giờ tôi sẽ test thử. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thể là nhâm nhi ly cà phê hoặc là phì phò điếu thuốc. Ồ, cũng khá là nhanh. Như các bạn quan sát đây trên review thì cái HRI thì đây nó đã có sẵn cái ánh sáng mặt trời. Để hiển thị nó rõ ràng hơn ở trong Baremark. Trong Bright, tôi sẽ quay trở lại. Mở lại bằng vật liệu. À, và mọi người sẽ chú ý đến cái mục Color Space và thông số Invert Gamma. Ở đây để ánh sáng mặt trời hiển thị mạnh hơn thì tôi sẽ giảm thông số này. Khi này thì mình sẽ nhận thấy là cái map HRI này nó cho độ tương phản rất là cao. Mọi người cùng đợi kết quả. Wow, tôi đã thấy được ánh sáng môi trường, ánh sáng của bầu trời và mặt trời đến từ VRHDI. Nhìn cũng khá là tình cảm phải không các bạn? Với thiết lập cực kỳ đơn giản nhưng mà hiệu quả nó đem lại thì hết sức là tuyệt vời. Khi thiết lập ánh sáng môi trường ngoại thất với VRHDRI, chúng ta muốn đặc tả một khung giờ nào đó trong ngày, đơn giản là sẽ lựa chọn đúng mẫu HRI đặc tả đúng khung giờ đó. Ta cần phải có trong tay một vài bộ thư viện HRI chất lượng cao. Nếu các bạn cần có thể là PM trực tiếp Facebook cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.